made it too. Chạy dính điện. Cái nước dừa không? Nước dừa đây con. À đậu phộng nữa nè. Thôi muốn gì? Một cái cũng được. Cảm ơn con. Ngồi vào nhỏ này. Chén gì cho mơ không? Maybe. Maybe now it's a little sweet though. Oh. Come on, come on. Yeah, you would. Tại giống gái hả? Mà người ta còn tan á. Em gái mà. Giống vậy là gái. Dễ dàng dễ dàng nấu cái đứa này mình tan sao ổn. Không ai kìa. Là bốn là trời người đất. Là tạo cái mấy của tướng cướp. Tớ để cho chị đi nhiễu cài. Cái này là cẩn thận. Chứ nhiều khi nhiễu cài với nhau. Dạ. Good. 5,000, 5K. Right? Này mấy cái gì? Món cầu này hồi nãy mua 50,000. Bon bon. Hồi ra bắp bon, này bon. Bắp này mua mấy ngàn? Dạ, 5,000. Mua 5,000. Tính mua cho má rồi mà con không sợ bị la con không muốn. Con ăn đủ thứ gì tối làm sao con ăn không theo má trời. Tối con ăn mắm này không sao đâu. Con ăn ở nhà vậy đó. Vịt ốc rồi rồi cũng lên nó mua trái bắp chứ ăn nữa. Mua trái bắp ăn đó rồi. Rồi đó, rồi chị... ăn trắng chà nữa rồi giờ gì ngồi ăn. Trái bắp có mình cô ăn này nha, con không ăn bắp. Cũng lạc phải không con, cũng dẻo nhưng mà cũng lạc. Dẻo, cũng được. Nó ngọt mà. Không có đủ ngọt, không có nhiều ngọt lắm, cũng ngọt. It looks like, and then you can peel it, or you just pop the whole thing in your mouth. Mm. Yum. What does it taste like? Ngọt. Ngọt thôi hả? Ngọt. Juicy. Water. Không có nhiều nước lắm. Vừa đủ. Vừa đủ nước thôi hả? Cái này là có cái hộp tự. I can't be a YouTuber not describing how it tastes. Just like cái cây thì nó ngọt thôi chứ giờ sao giờ nó đâu có mặn nước, nó đâu có chát chua gì bây giờ giải thích cho người ta chứ trời đất ơi ăn chúng cái miếng trắng trắng thì nó hơi chát một chút đó, thì phải nói cho người ta biết. Rồi tách ra muối nè. Cái miếng này là cái chát nè. Bỏ ra. What's it taste like? Gotta see, this one gotta see. Usually only one seed. This one have two? One. Well, from my experience, I don't know. You have to be higher, so I'm not so fat. Like... this straight okay. On but I'm done. Next time no. Có mặn nữa không? Mặn ngon. Thôi 40,000 mắc không? Tao thấy mới nghĩ cho thằng mấy nè. Rẻ thì mình cho mình thì quá nhìn như cho thế mình còn cũng đọc trả giá là